Chiều ngày 26 tháng 4, đồng chí Trần Ngọc Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Phan Rang Tháp Chàm lần thứ 7 năm 2022. Theo đó, Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Phan Rang Tháp Chàm lần thứ 7 năm 2022 gồm có 10 môn thi đấu, bao gồm bóng bàn, cờ tướng, cờ vua, cầu lông, vô vi nam, taekwondo, điền kinh, đẩy gậy, kéo co và bóng đá. Tính đến ngày 26 tháng 4, Đại hội đã tổ chức thi đấu thành công ở 6 nội dung là bóng bàn, cờ tướng, cờ vua, cầu lông, vô vi nam, taekwondo. Dự kiến Đại hội sẽ chính thức khai mạc vào ngày 9 tháng 5 năm 2022, đồng thời sẽ tổ chức thi đấu đối với các nội dung còn lại. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đề nghị thành viên ban tổ chức và 16 phường xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo không khí sôi nổi, hưởng ứng phong trào thể dục thể thao trong nhân dân. Song song đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh các ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các phường xã tập trung trang trí băng rôn, cờ phướng, làm tốt công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau khi diễn ra đại hội, tạo không khí thi đua, giao lưu học hỏi giữa các đơn vị tham gia và góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.